ai đã từng sở hữu một chiếc laptop Dell mà có cái hộp như vậy nè, thì em xin chúc mừng nha. Anh chị đã chọn đúng hàng chính hãng và tiết kiệm về cho mình được tầm 5 đến 7 triệu nha. Đây là dòng laptop Dell OLED anh chị. Đó, Dell OLED là hàng gì? Như em đã giải thích rồi. Dell OLED đó, nó gồm 3 cái tiêu chí sau. Đó là hàng Open Box nè. Open Box Aurora thì khi mà ở bên nước ngoài á, họ bán cho khách hàng khui ra không đúng màu, hoặc là ví dụ như họ cảm thấy không ưng hoặc có quyền đổi ha. Hãng cho phép cái điều đó và những cái đại lý đó họ cho phép điều đó. Cái thứ hai nữa là hàng refurbished. Refurbished là sao? Trong cái dây chuyền sản xuất hàng ngàn chiếc máy thì có vài chiếc ví dụ như nó bị lỗi sơn ha, hoặc là phím nó bị kênh lắp ráp máy anh chị, ráp vô nó không khớp đó, thì là họ quay lại nhà máy lần thứ hai và họ sẽ bán hàng refurbished là cũng là qua cái hộp này luôn. Loại hàng thứ ba đó là cái hàng tồn kho lâu của hãng hay hãng lôi hỏng đấy đó. Cái sản phẩm này được cái anh chị biết không, nó là hàng chưa qua sử dụng luôn ha. Thì anh chị đánh giá ngoại hình nha, thì những cái con máy này khi anh chị đi mua anh chị coi giùm em Cường là ngoại hình. À, ngoại hình nó có bị trầy xước ngoài kia chưa? Trầy xước là mình phải hạ chuẩn nó về line new liền, còn nếu mà không trầy xước nó được gọi là new OLED, còn mà trầy xước gọi là line new OLED anh chị. Đó. Thì những cái con máy như vậy nè, anh chị sẽ tiết kiệm em Cường được tầm 5 đến 7 triệu, giống như cái em Cường là cái con Dell Latitude anh chị. Dòng Dell Latitude nó là một dòng máy của doanh nghiệp cực kỳ bền luôn anh chị. Và cái thứ hai nữa anh chị biết sao, nó sử dụng Windows bản quyền luôn. Cái thứ ba mà em nói á, mấy năm nay này mọi anh đi kiếm laptop Latitude anh chị biết không, là cái bàn phím nó gõ cực kỳ sướng, êm lắm luôn anh chị, gõ hầu như không nghe tiếng động. Về quê anh chị gõ hả, em nói là êm ru luôn, mà nó mềm, nó không có bị mỏi tay anh chị đó, nó mềm, nói chung nó đã lắm nha. Màn hình là màn hình chống chói luôn, cam IR đó, vân tay đầy đủ hết. Thì những cái dòng mặt Dell Latitude mà series 7 đó lên anh chị, em nói nó đẹp bỏ nhôm nguyên khối mà, nhưng mà nó đẹp này, nó đẹp kiểu dạng đẹp ly lợm anh chị đó. Anh chị nhìn không, nhìn nó trâu, nhìn nó cui lắm luôn á, chứ nó không phải kiểu đẹp như là thanh mai trúc mã. Thì em nói á, anh chị á kêu em Cường tư vấn, em ơi tư vấn cho anh cái máy này, dùng cái này dùng cái kia nọ kia thì em Cường tư vấn được. Chứ bây giờ mà anh chị kêu em Cường tư vấn, Cường ơi cái máy này đẹp không em thấy nó đẹp không, trời ơi làm sao mà em thấy được cái đẹp của anh. Mỗi người chúng ta là có một cái đẹp riêng anh chị hiểu không đó. Chứ bây giờ nè em nói thiệt nha, mấy anh em của em á, nó đi cô gái rồi em kêu con bé này nó xấu quá mà nó chửi hoài luôn, kêu trời ơi đẹp vậy mà anh kêu xấu đó, anh chị thấy không. Thành ra em nói mỗi người là một cái đẹp khác nhau nha. Dell 7440 i7 16GB 512GB cam IR đầy đủ hết luôn, new OLED giá chỉ có 21.5 thôi, anh chị tiết kiệm được cho em Cường con này tầm khoảng 6 triệu mấy ha. Anh chị cứ search tìm hiểu đi. Ok, những cái deal này á thì anh chị biết không, nó không có nhiều hãng, thường thường họ bán OLED là không có nhiều anh chị, nhiều hãng lỗ sao, bởi vì em nói những cái hàng này nhỏ giọt lâu lâu nó mới có đó. Thì anh chị thấy không, 1, 2, 4 em Cường về được 4 chiếc OLED ha. Đó anh chị nếu mà ưng cái mẫu Latitude trâu bò này nè, đó vỏ vô nguyên khối nè, thì anh chị phải nhanh tay ha, ra quyết định nhanh, đạt tiêu chí 400 trăm của em Cường đó anh chị. Ok.